Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi những bài học vẽ thiết kế đồ nội thất trên kênh của Lê Thanh Tiến. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ thiết kế một cái tủ trưng bày. Thì cái tủ này thì mình download một cái hình ở trên mạng về, thì đương nhiên mình thiết kế cho nên mình sẽ dựa vào cái hình này để vẽ lên một cái sản phẩm, tùy theo mỗi người và tùy theo cái công ty sản xuất mà mình thiết kế cái sản phẩm này cho nó hợp lý. Nhưng mà nó cũng phải đi theo gần đúng cái hình nhất. Bây giờ mình bắt đầu mình phân tích cái hình này nhé. Đó. Thì khi mình nhìn vào cái hình này thì mình nhìn thấy cái tủ này đó, đặc biệt là nó có hai cánh kính. Hai cánh kính này thì nhìn vào thì thấy nó cũng khá là lớn. Cho nên là thông thường thì cái tủ mình xài thì cái cửa kính của nó là khoảng 4 ly cường lực, nhưng mà riêng cái cánh này nó khá lớn cho nên mình sẽ xài có thể là 5 ly hoặc là 6 ly cường lực, nếu không thì nó sẽ dễ bể. Cái thứ hai nữa là khi mình nhìn vào cái bên trong của hai cánh cửa thì nó có rất là nhiều những cái vật dụng trưng bày trong này, nhưng mà đặc biệt nó có bốn cái hộc kéo. Bốn cái hộc kéo này á thì nó có bốn cái tay nắm lòi ra. Như vậy thì nhìn vào thì thấy thấy có bốn cái tay nắm thì nó cũng rất là đẹp, rất là sắc nét. Nhưng mà bốn cái tay nắm này á thì theo mình đó là nên thiết kế lại, là mình sẽ không xài tay nắm mà mình sẽ xài cái rãnh để dùng cái ngón tay mình móc cái hộc kéo kéo ra. Vì cái tay nắm này á, nếu như mà các bạn vô tình á, các bạn lúc mà đóng cái hộc kéo vào mà chưa hết á, mà các bạn đóng hai cánh cửa vào á, thì cái tay nắm nó sẽ chạm vào cái kính và nó sẽ dễ bể. Cho nên là tốt nhất là chúng ta nên không xài tay nắm ở bên hộc kéo ở bên trong cánh cửa. Rồi, đó là phần bên trong. Còn những cái kệ thì cái kệ này do nó đựng, nó để những cái đồ nặng ở phía trên và nhiều đồ, cho nên là cái kệ này á, nó sẽ có cái cây đố gỗ ở phía trước để làm cho cái kệ nó không có bị cong và tăng cái khả năng chịu lực, và nếu cần thiết thì cũng có thể cho một cây đố gỗ ở phía sau. Tùy theo chiều dài, tùy theo chiều rộng của cái tủ, nếu cái tủ này mà 1,2 m thì có thể là không cần, nếu cái tủ này mà hơn 1,2 m thì sẽ có một cây ở phía sau, vì nếu không ở phía sau nó sẽ bị cong đó. Và hai cái kệ này thì có thể làm hai cái kệ tháo rời và di động cũng được, không cần phải kệ ráp chết, tại vì những cái vật dụng trong này cái lúc mà nó xài những cái vật dụng nào cao đó, thì chúng ta sẽ nâng cái kệ lên được đó. Rồi đó là cái phần bên trong. Rồi cái phần bên ngoài thì cái phần bên ngoài á là nó nhìn thấy cái hông tủ, thì ở phía dưới của hông tủ á, thì nó không có cái lằn ngang, nhưng mà phía trên của cái hông tủ á, thì nó lại có cái lằn ngang. Như vậy có nghĩa là cái nóc tủ nó sẽ trùm cái hông tủ và cái hông tủ nó sẽ trùm cái đáy tủ. Như vậy thì cái đáy tủ này nó sẽ dày bao nhiêu và cái ván hông nó sẽ dày bao nhiêu. Thì mình nhìn vào cái mặt trước của cái tủ á, mình thấy cái viền tủ này, cái viền của cái hông, viền của cái đáy và cái nóc này á, là nó khoảng là bề rộng của nó khoảng là 30 mm, mà cái ván thì không thể dày như vậy được. Đó thì có nghĩa là cái hông tủ này á, là chúng ta cho nó là ván là dày 18 và dán veneer. Sau đó sẽ ráp những cây đố ở mặt trước của cái tủ vào, dùng chốt và keo đinh để ráp nó vào. Và sau đó ở bên hông và ở trên nóc nó đều có chạy một cái đường u, có thể là chạy U2 để nó, sau này sơn lên nó sẽ không có bị nứt. Rồi về cái phần đáy tủ thì cái tấm ván đáy này là nó sẽ nếu khi chúng ta mở cái cánh cửa ra thì nếu mà cái cây ngang trước của cái đáy tủ nó cao hơn cái tấm ván đáy á, thì nhìn thấy nó cũng không có được đẹp, và lúc khi chúng ta kéo cái hộc kéo ra thì nó sẽ vướng. Cho nên là có thể là cái đáy tủ này chúng ta sẽ làm bằng cái khung gỗ đó, xong rồi cái ván đáy nó sẽ nằm bằng mặt với cái viền ở phía trên đó, còn ở phía dưới là cái khung gỗ. Rồi
Nếu làm một tấm dán 18 ly thì mili thì không thể nào làm được cái ván đáy này ở phía trước nó tới 30 ly lận. Rồi đó là về cái phần đáy tủ. Tới phần chân tủ thì khi nhìn vào thấy cái chân tủ của nó có vẻ như là nó xéo ra, nhưng mà thật ra thì cái chân tủ này là bốn chân này đều thẳng đứng, ta chỉ vạc hai cái mép trong của mỗi chân là được, thì nhìn thấy nó giống như nó xéo ra, nhìn thấy nó vững chắc hơn và nó đẹp hơn, nhìn nó có kiểu dáng hơn đó. Rồi còn về cái ván hậu thì cái ván hậu tủ này á, cái tủ này nó khá là lớn mà nó không có cái vách ngăn ở giữa, cho nên đó là nếu mà để giảm giá thành thì thường chúng ta làm cái ván hậu là chỉ có 5 ly thôi, rồi dán veneer lên là thành 6. Nhưng mà cái tủ này hơi khá lớn cho nên chúng ta sẽ xài cái ván hậu là 6 ly, dán veneer lên là 7 đó. Và đặc biệt là cái chân tủ thì ở phía sau cái bức tường nó có cái lên tường, cho nên khi chúng ta đặt cái tủ vào sát tường á, mà nếu cái chân mà nó bằng cái hậu phía sau á, thì nó sẽ bị vướng, nó sẽ hở tường. Chúng ta muốn đẩy sát vào tường á, thì cái chân nó phải thụt về phía trước khoảng 1,5 phân tới 2 phân, để khi chúng ta đặt cái tủ nó sát tường thì nó sẽ đỡ bị lật hơn đó. Rồi sau khi phân tích xong thì chúng ta đi vào dựng hình. Đi vào dựng hình thì đầu tiên chúng ta quan tâm tới cái đố cửa. Thì cái đố cửa này á, do cái kính nó hơi lớn cho nên là chúng ta cho cái đố cửa nó khoảng 6 phân và dày khoảng 25, để cho nó giữ cái tấm kính nó không có bị vỡ. Rồi bây giờ chúng ta mở phần mềm lên để bắt đầu thiết kế nha. Đây. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ một cái sketch thiết kế, để sau này dựa vào cái sketch đó chúng ta sẽ chỉnh sửa những cái thông số và những cái kết cấu, thì cái toàn bộ cái sản phẩm 3D nó sẽ chạy theo. Đó. Rồi chúng ta xem lại cái hình. Là cái đố cửa thì cắt 45 độ. Đó. Cái viền trước của cái tủ cũng cắt 45 độ. Và trên mặt trước thì chúng ta nhìn vào như thế nào chúng ta sẽ vẽ hết như thế đó. Rồi đầu tiên chúng ta cũng vẽ hai cái đường tâm, để dựa vào hai cái đường tâm đó chúng ta sẽ vẽ lên một nửa cái tủ và lấy đối xứng. Còn riêng cái cụm chân thì chúng ta sẽ vẽ là một phần tư của cái cụm chân là chúng ta lấy đối xứng thì cũng có thể làm được rồi. Kiểm tra cái tủ này cao khoảng 1.800. Kiểm tra chiều cao. Do là cái laptop của mình cái màn hình 4K cho nên là những cái đường nét của nó mịn quá, nó quá bé, hơi khó làm việc một xíu. Rồi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái viền của cái tủ. Chúng ta vẽ một nửa cho nên cho cái nóc tủ này nó sẽ đối xứng qua cái tâm. Đó. Chúng ta cho nó là 30. Này cũng 30. Ở đây cũng 30. Nhưng mà sau khi dựng lên 3D chúng ta sẽ cắt 45 độ. Rồi bây giờ cái nắp tủ chúng ta cho nó là 1.200. Cho nó cao lên. Nhỏ quá khó làm việc.
tủ này chúng ta cho nó khoảng 1.500 đi. Rồi tới phần chân, chân nó là chân thẳng. Đó. Rồi xong chúng ta sẽ vạt xéo nó đi. Rồi chúng ta cho cây đỡ đáy tủ là khoảng 50. Mình sẽ bắt hai con bù lon để hai con bù lon này khi mà chúng ta vận chuyển thì chúng ta sẽ tháo cái chân nó ra, và khi khi bán hàng cho khách hàng thì chúng ta mới lắp bốn cái chân nó vào để cho khi vận chuyển nó sẽ không bị lủng thùng. Và cho nó 5 ly. Rồi cái viền tủ nó xong, chúng ta xem lại cái đố cửa. Rồi chúng ta vẽ phần cửa. Cho nó hở là 2 ly. Tổng ở đây là 3 mm. Đây cũng 2 mm. Rồi cái đố cửa chúng ta cho nó là 60, cho nên chúng ta sẽ offset nó vào 60. 20, 30, 60, ok. Tạm thời chúng ta cho một cái đường 45 vào đây. Đó. Rồi trên cái thiết kế này chúng ta chia luôn cái kệ và cái hộc kéo. 1 ô, 2 ô, 3 ô. 3 ô này bằng nhau và ở dưới là hai hộc kéo. Rồi chúng ta coi hai cái ô. Cho nó vào đường tâm. Hai đường này bằng nhau. Chúng ta cho cái đố, cái dán tầng với dưới cũng có một cây đố để cho nó cứng, cho nó bằng nhau luôn là 3 phân. Sau đó chúng ta sẽ chia đều 3 ô trên.
Rồi chúng ta sẽ làm hai cái hộc kéo. Hai cái hộc kéo này thì nó sẽ có một cái đố ngang. Và nó có một tấm vách ngăn ở giữa. Vách ngăn này chúng ta cho 20 và đố gỗ 20, ván chúng ta là 18 và dán veneer lên là có thể là 19. Rồi ở đây cũng giống như vậy luôn. Xong chúng ta vẽ hai cái hộc kéo. Hai hộc kéo này bằng nhau, trùng nhau. Rồi, khoảng cách ở đây là do ở phía trong tủ khó làm cho nên chúng ta cho nó là 3 mm. Hai mm thì rất là dễ bị chạm nhau, rất khó làm. Rồi chúng ta kiểm tra lại nhìn xem nó có tương đối không. Ở đây ba ô này là bằng nhau. Hộc kéo hơi lớn, chúng ta giảm hộc kéo xuống. Rồi chúng ta cho hộc kéo là 200. Về phần thiết kế thì chúng ta thiết kế xong. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào dựng hình. Chúng ta sẽ dựng cái khung viền trước. Chúng ta sẽ làm một nửa cái ván nóc, sau khi làm xong một nửa chúng ta sẽ lấy đối xứng cho nên sẽ kéo cái đường này vào. Rồi chúng ta cho nó là 20.
không, chúng ta tiếp tục dựng cái ván hông, cái đố trước của cái ván hông. Customers vào spender. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái ván nóc. Còn cái ván nóc nó ở phía sau, chúng ta insert kép vào cái nóc thì nó sẽ bằng ở trên cùng, để chúng ta còn để những cái đồ vật ở trên đó nữa. Ván nóc là 18, dán veneer lên là 19. Cái tủ này chúng ta cho nó là 450. Rồi tới cái hông. Cái ván đáy, nó sẽ bằng mặt trên để khi kéo hộc kéo ra nó sẽ không có bị vướng vào cái gờ của cái cây viền trước. Cái tủ này lớn chịu lực cho nên chúng ta cũng cho ván 18, dán veneer lên là 19. Cái ván hậu thì nó sẽ trùm cái tủ cho nên là nó sẽ thụt vào một phân. Chọn offset from surface 10. Do là cái tủ này chúng ta nhìn vào thấy ở phía dưới nó có hộc kéo, thì ở phía dưới của cái tủ không cần ván đáy vẫn làm được. Như vậy thì chúng ta sẽ bỏ cái tấm ván đáy đi và đổi vào đó là một cái khung gỗ.
đổi thành khung gỗ. Đó. Chúng ta sẽ đánh mộng cái cây ngang hông này vào cái cây trước, không cần phải dùng cái ván đáy, dùng cái khung gỗ là được. Và ở giữa này có ván ngăn cho nên chúng ta thêm một cây giữa vào để đỡ cái ván ngăn.
Thank you.
Bây giờ thì chúng ta đã thiết kế được nửa cái tủ. Bây giờ thì mình sẽ lấy đối xứng để cho cái tủ này nó xong. Rồi sau đó mình sẽ ốp vật liệu nó và mình sẽ nối lại cái phần kết cấu của cái tủ này. Bây giờ mình sẽ lấy đối xứng nha. Lấy đối xứng những cái chi tiết mà nó không có cộng khối trước. Lấy đối xứng luôn bốn cái hộc kéo, hai cái hộc kéo. Và cái cánh cửa. Sau đó chúng ta lấy đối xứng một lần nữa những cái chi tiết được cộng khối. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra coi có thiếu cái chi tiết nào không. Ở đây chúng ta xài cái ray bi, ray trượt bi 3 tầng. Cho nên cái khoảng cách giữa cái ray trượt và cái hông học kéo là 13 mm. Thì tương tự cái ván ngăn với cái hông học phía bên trong cũng là 13 mm, thì không cần phải có cái cây nẹp nữa. Đó. Chúng ta sửa cái lệnh đấu xứng lại một lần nữa. Rồi bây giờ mình sẽ sửa cái vật liệu nó lại cho hợp lý để nhìn cho nó đẹp hơn. Đó, cái cánh cửa kính thì chúng ta ốp cái vật liệu kính vào. Glass. Ok. Rồi những cây đố đứng ở phía trước thì nó sẽ, cái thớ gỗ của nó sẽ xuôi theo chiều đứng, cho nên chúng ta sẽ sửa lại cái chỗ này luôn. Ta thêm những cây đố khác vào.
rồi sửa cái ván hậu lại. Sai. Sai. Rồi, như vậy là chúng ta đã thiết kế xong một cái tủ. Bây giờ mình sẽ nói lại cái kết cấu của cái tủ này. Đó, thì ở phía trước của nó sẽ có một cái khung viền bằng gỗ. Đây, cái khung viền bằng gỗ. Thì chúng ta sẽ khoan chốt và keo đinh để ráp cái khung viền này vào trong cái hông và cái nóc của cái tủ. Sau khi ráp cái tủ xong rồi thì mới ráp cái khung viền này vào. Còn cánh cửa thì cắt 45 độ và ở đây nó sẽ có một cái mộng giả để ghép cái khung cửa này lại với nhau. Đó. Rồi ở phía sau hậu thì chúng ta sẽ bắt vít từ phía sau tới và sẽ được cái ván hậu. Còn ở dưới cái đáy tủ thì chúng ta làm cái khung gỗ. Xong rồi ở những cái cây góc này sẽ có những cái con bu lông để bắt cái chân vào. Vì khi cái lúc mà đóng thùng á, người ta sẽ tháo cái chân này ra chứ không nó sẽ lủng thùng, và sau khi bán sản phẩm cho khách hàng thì mới ráp cái chân này vào. Đó. Còn hộc kéo thì xài ray bi, ray trượt bi 3 tầng, và khi mà mở cái cánh cửa này ra thì chúng ta sẽ kéo cái hộc kéo ra bằng cái rãnh chứ không có dùng cái tay nắm, nó sẽ không có bị bể cái kính.
Còn cái phần nóc, này thì chúng ta sẽ xài cái chốt từ cái ván hông lên cái ván nóc. Và còn những một số cái lỗ khoan là vít thì cái phần đó đơn giản nên các bạn tự có thể làm được, nên mình sẽ không hướng dẫn cái phần đó. Rồi bây giờ mình sẽ để cái tủ này ở một cái vị trí đẹp để mình xuất nó ra 2D nhé. Đó. Rồi mình sẽ để cái vị trí này và lưu nó lại. Sau đó mình sẽ mở cái bảng 2D lên và mình sẽ đưa cái tủ vào. Mình cho tỷ lệ là 1:9 cho nó lớn lên. Đó. Và mình đưa thêm một hình nữa là ở phía sau. Đây là phía sau của cái tủ. Và ở dưới nhìn lên để thấy được cái bu lông liên kết cái chân để người ta biết được là mình sẽ tháo ráp. Đó, xong rồi. Muốn cho cái sản phẩm đẹp thì chúng ta bật cái chế độ review để cho nó bóng và nó đẹp. Khi bật cái chế độ review lên thì nhìn cái sản phẩm nó rất là đẹp và rất là bóng. Đó, qua bên hình chiếu 2D thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi chúng ta thêm một trang nữa là ba hình chiếu và hình cắt. Nó chọn mặt phone, hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh.
Rồi chúng ta sẽ đo một số cái kích thước cơ bản. Nếu mà các bạn vẽ thiết kế báo giá thì chỉ cần vẽ tới đây và ra bản vẽ tới đây là được. Ở hai bên hông này chúng ta cho nó là U2 nhé. Rồi sau khi thiết kế xong và ra bản vẽ ba hình chiếu và hình cắt để thấy được cái kết cấu vào cái bên trong của sản phẩm thì chúng ta đã hoàn thành cái thiết kế này, và tiếp tục là chúng ta sẽ đưa nó sang cái tủ này, sang cái phần mềm Lumion để render cái phối cảnh. Cái phần đó thì các bạn, nếu bạn nào có thời gian thì xuất cái file 3D này sang Lumion để làm phối cảnh nhé. Khi nào chúng ta vẽ được một bộ gồm có những cái tủ như tủ trưng bày, những cái tủ TV và đi kèm theo một cái phòng khách, thì chúng ta sẽ làm một cái render phối cảnh cho phòng khách. Như vậy thì chúng ta đã vẽ xong và chúng ta xem lại cái hình đó. Tay nắm thì chúng ta khi nào có tay nắm thì chúng ta vẽ tay nắm gắn vào nhé, có hai cái tay nắm của cái cánh cửa kính. Rồi sau khi chúng ta kiểm tra cái hình xong rồi quay lại chúng ta xem cái sản phẩm của chúng ta vẽ ra đó. Rồi thế là xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi những bài học vẽ thiết kế đồ nội thất trên kênh của Lê Thanh Tiến. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ thiết kế một cái tủ trưng bày. Thì cái tủ này thì mình download một cái hình ở trên mạng về, thì đương nhiên mình thiết kế cho nên mình sẽ dựa vào cái hình này để vẽ lên một cái sản phẩm tùy theo mỗi người
và tùy theo cái công ty sản xuất mà mình thiết kế cái sản phẩm này cho nó hợp lý. Nhưng mà nó cũng phải đi theo gần đúng cái hình nhất. À, bây giờ mình bắt đầu mình phân tích cái hình này nhé. Đó. Thì khi mình nhìn vào cái hình này thì mình nhìn thấy cái tủ này đó, đặc biệt là nó có hai cánh kính. À, hai cánh kính này thì nhìn vào thì thấy nó cũng khá là lớn. Cho nên là thông thường đó, thì cái tủ mình xài thì cái cửa kính của nó là khoảng 4 ly cường lực. Nhưng mà riêng cái cánh này nó khá lớn cho nên mình sẽ xài có thể là 5 ly hoặc là 6 ly cường lực. Nếu không thì nó sẽ dễ bể. Cái thứ hai nữa là khi mình nhìn vào cái bên trong của hai cánh cửa thì nó có rất là nhiều cái những cái vật dụng trưng bày trong này. À, nhưng mà đặc biệt nó có bốn cái hộc kéo. Bốn cái hộc kéo này á thì nó có bốn cái tay nắm lòi ra. À, như vậy thì nhìn vào thì thấy thấy có bốn cái tay nắm thì nó cũng rất là đẹp, rất là sắc nét. Nhưng mà bốn cái tay nắm này á thì theo mình đó là nên thiết kế lại, là mình sẽ không xài tay nắm mà mình sẽ xài cái rãnh để dùng cái ngón tay mình móc cái hộc kéo kéo ra. Vì cái tay nắm này á, nếu như mà các bạn vô tình á, các bạn lúc mà đóng cái hộc kéo vào mà chưa hết á, mà các bạn đóng hai cánh cửa vào á, thì cái tay nắm nó sẽ chạm vào với kính cái kính và nó sẽ dễ bể. Ừ, cho nên là tốt nhất là chúng ta nên không xài tay nắm ở bên hộc kéo ở bên trong cánh cửa. Rồi, đó là phần bên trong. Còn những cái kệ thì cái kệ này do nó đựng, nó để những cái đồ nặng ở phía trên và nhiều đồ, cho nên là cái kệ này á, nó sẽ có cái cây đổ gỗ ở phía trước để làm cho cái kệ nó không có bị cong và tăng cái khả năng chịu lực. Và nếu cần thiết thì cũng có thể cho một cây đổ gỗ ở phía sau. À, tùy theo chiều dài, tùy theo chiều rộng của cái tủ. Nếu cái tủ này mà 1,2 m thì có thể là không cần. Nếu cái tủ này mà hơn 1,2 m thì sẽ có một cây ở phía sau, vì nếu không ở phía sau nó sẽ bị cong. Đó, và hai cái kệ này thì có thể làm hai cái kệ tháo rời và di động cũng được. À, không cần phải kệ đắp chết, tại vì những cái vật dụng trong này cái lúc mà nó xài những cái vật dụng nào cao á, thì chúng ta sẽ nâng cái kệ lên được. Đó. Rồi đó là cái phần bên trong. Rồi cái phần bên ngoài thì cái phần bên ngoài á là nó nhìn thấy cái hông tủ. Thì ở phía dưới của hông tủ á thì nó không có cái lằn ngang. Nhưng mà phía trên của cái hông tủ á thì nó lại có cái lằn ngang. À, như vậy có nghĩa là cái nóc tủ nó sẽ trùm cái hông tủ và cái hông tủ nó sẽ trùm cái đáy tủ. À, như vậy thì cái đáy tủ này nó sẽ dày bao nhiêu và cái ván hông nó sẽ dày bao nhiêu. Thì mình nhìn vào cái mặt trước của cái tủ á, mình thấy cái viền tủ này, cái viền của cái hông, viền của cái đáy và cái nóc này á, là nó khoảng là bề rộng của nó khoảng là 30 mm, mà cái ván thì không thể dày như vậy được. Đó thì có nghĩa là cái hông tủ này á, là chúng ta cho nó là ván là dày 18 và dán veneer. Sau đó sẽ ráp cái những cây đố ở mặt trước của cái tủ vào, dùng chốt và keo đinh để ráp nó vào. Và sau đó ở bên hông và ở trên nóc nó đều có chạy một cái đường U, có thể là chạy U2 để sau này sơn lên nó sẽ không có bị nứt. Rồi, về cái phần đáy tủ thì cái tấm ván đáy này là nó sẽ, nếu khi chúng ta mở cái cánh cửa ra thì nếu mà cái cây ngang trước của cái đáy tủ nó cao hơn cái tấm ván đáy thì nhìn thấy nó cũng không có được đẹp, và lúc khi chúng ta kéo cái hộc kéo ra thì nó sẽ vướng. Cho nên là có thể là cái đáy tủ này chúng ta sẽ làm bằng cái khung gỗ đó. Xong rồi cái ván đáy nó sẽ nằm bằng mặt với cái viền ở phía trên đó, còn ở phía dưới là cái khung gỗ. Rồi, nếu làm một tấm dáng 18 ly thì mili thì không thể nào làm được cái ván đáy này ở phía trước nó tới 30 ly lận. Rồi đó là về cái phần đáy tủ. Tới phần chân tủ thì khi nhìn vào thấy cái chân tủ của nó có vẻ như là nó xéo ra, nhưng mà thật ra thì cái chân tủ này là bốn chân này đều thẳng đứng, ta chỉ vạc
hai cái mép trong của mỗi chân là được. Thì nhìn thấy nó giống như nó xéo ra, nhìn thấy nó vững chắc hơn và nó đẹp hơn, nhìn nó có kiểu dáng hơn đó. Rồi còn về cái ván hậu thì cái ván hậu tủ này á, là cái tủ này nó khá là lớn mà nó không có cái vách ngăn ở giữa, cho nên nó là nếu mà để giảm giá thành thì thường chúng ta làm cái ván hậu là chỉ có 5 ly thôi, rồi dán veneer lên là thành 6. Nhưng mà cái tủ này hơi khá lớn cho nên chúng ta sẽ xài cái ván hậu là 6 ly, dán veneer lên là 7 đó. Và đặc biệt là cái chân tủ thì ở phía sau cái bức tường nó có cái lên tường, cho nên khi chúng ta đặt cái tủ vào sát tường á, mà nếu cái chân mà nó bằng cái hậu phía sau á, thì nó sẽ bị vướng, nó sẽ hở tường. Còn chúng ta muốn đẩy sát vào tường á, thì cái chân nó phải thụt về phía trước khoảng 1,5 phân tới 2 phân, để khi chúng ta đặt cái tủ nó sát tường thì nó sẽ đỡ bị lật hơn đó. Rồi sau khi phân tích xong thì chúng ta đi vào dựng hình. Đi vào dựng hình thì đầu tiên chúng ta quan tâm tới cái đố cửa. Thì cái đố cửa này do cái kính nó hơi lớn cho nên là chúng ta cho cái đố cửa nó khoảng 6 phân và dày khoảng 25, để cho nó giữ cái tấm kính nó không có bị vỡ. Rồi bây giờ chúng ta mở phần mềm lên để bắt đầu thiết kế nha. Đây. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ một cái sketch thiết kế, để sau này dựa vào cái sketch đó chúng ta sẽ chỉnh sửa những cái thông số và những cái kết cấu, thì cái toàn bộ cái sản phẩm 3D nó sẽ chạy theo. Đó. Rồi chúng ta xem lại cái hình. Là cái đố cửa thì cắt 45 độ. Đó. Cái viền trước của cái tủ cũng cắt 45 độ. Và trong mặt trước thì chúng ta nhìn vào như thế nào chúng ta sẽ vẽ hết như thế đó. Rồi đầu tiên chúng ta cũng vẽ hai cái đường tâm, để dựa vào hai cái đường tâm đó chúng ta sẽ vẽ lên một nửa cái tủ và lấy đối xứng. Còn riêng cái cụm chân thì chúng ta sẽ vẽ là một phần tư của cái cụm chân là chúng ta lấy đối xứng thì cũng có thể làm được rồi. Chúng ta kiểm tra. Cái tủ này cao khoảng 1.800. Kiểm tra chiều cao. Do là cái laptop của mình cái màn hình 4K cho nên là những cái đường nét của nó mịn quá, nó quá bé, hơi khó làm việc một xíu. Rồi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái viền của cái tủ. Chúng ta vẽ một nửa cho nên cho cái nóc tủ này nó sẽ đối xứng qua cái tâm. Đó. Chúng ta cho nó là 30. Này cũng 30. Ở đây cũng 30. Nhưng mà sau khi dựng lên 3D chúng ta sẽ cắt 45 độ. Rồi bây giờ cái nắp tủ chúng ta cho nó là 1.200. Cho nó cao lên. Nhỏ quá khó làm việc. Cho nó 1.500 đi.
Rồi tới phần chân. Chân nó là chân thẳng. Rồi xong chúng ta sẽ vạt xéo nó đi. Rồi chúng ta cho cây đỡ đáy tủ là khoảng 50. Mình sẽ bắt hai con bù lon để hai con bù lon này khi mà chúng ta vận chuyển thì chúng ta sẽ tháo cái chân nó ra, và khi khi bán hàng cho khách hàng thì chúng ta mới lắp bốn cái chân nó vào để cho khi vận chuyển nó sẽ không bị lủng thùng. Và cho nó 5 ly. Cái viền tủ nó xong, chúng ta xem lại cái đấu cửa. Rồi chúng ta dĩa phần cửa. Cho nó hở là 2 ly. Đây là 3 mili. Đây cũng 2 mili. Rồi cái đấu cửa chúng ta cho nó là 60, cho nên chúng ta sẽ offset nó vào 60. 20 30 60 ok. Tạm thời chúng ta cho một cái đường 45 vào đây. Đó. Rồi trên cái thiết kế này chúng ta chia luôn cái kệ và cái hộc kéo. 1 ô, 2 ô, 3 ô. 3 ô này bằng nhau và ở dưới là hai hộc kéo. Rồi chúng ta coi hai cái ô. Cho nó vào đường tâm. Hai đường này bằng nhau. Chúng ta cho cái đố cái dán tầng với dưới cũng có một cây đố để cho nó cứng, cho nó bằng nhau luôn là 3 phân. Sau đó chúng ta sẽ chia đều 3 ô trên. Rồi chúng ta sẽ làm hai cái hộc kéo. Hai cái hộc kéo này thì nó sẽ có một cái đố ngang.
và nó có một tấm vách ngăn ở giữa. Ngăn này chúng ta cho 20 và đố gỗ 20, ván chúng ta là 18 và dán veneer lên là có thể là 19. Rồi ở đây cũng giống như vậy luôn. Xong chúng ta vẽ hai cái hộc kéo. Hai hộp kéo này bằng nhau, trùng nhau. Rồi, khoảng cách ở đây là do ở phía trong tủ khó làm cho nên chúng ta cho nó là 3 mm. Hai mm thì giúp rất là dễ bị chạm nhau, rất khó làm. Rồi chúng ta kiểm tra lại nhìn xem nó có tương đối không. Ở đây ba ô này là bằng nhau. Hộc kéo hơi lớn, chúng ta giảm hộc kéo xuống. Rồi chúng ta cho hộc kéo là 200. Về phần thiết kế thì chúng ta thiết kế xong. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào dựng hình. Chúng ta sẽ dựng cái khung viền trước. Chúng ta sẽ làm một nửa cái ván nóc, sau khi làm xong một nửa chúng ta sẽ lấy đối xứng, cho nên sẽ kéo cái đường này vào. Rồi chúng ta cho nó là 20.
không, chúng ta tiếp tục dựng cái ván hông, cái đố trước của cái ván hông. Customers vào spender. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái ván nóc. Còn cái ván nóc nó ở phía sau, chúng ta insert vào cái nóc thì nó sẽ bằng ở trên cùng, để chúng ta còn để những cái đồ vật ở trên đó nữa. Ván nóc là 18, dán veneer lên là 19. Cái tủ này chúng ta cho nó là 450. Rồi tới cái hông. Cái ván đáy, ván đáy nó sẽ bằng mặt trên để khi kéo hộc kéo ra nó sẽ không có bị vướng vào cái gờ của cái cây viền trước. Cái tủ này lớn chịu lực cho nên chúng ta cũng cho ván 18, dán veneer lên là 19. Cái ván hậu thì nó sẽ trùm cái tủ cho nên là nó sẽ thuộc vào một phân. Chọn offset from surface 10. Do là cái tủ này chúng ta nhìn vào thấy ở phía dưới nó có hộc kéo, thì ở phía dưới của cái tủ không cần ván đáy vẫn làm được. Như vậy thì chúng ta sẽ bỏ cái tấm ván đáy đi và đổi vào đó là một cái khung gỗ.
đổi thành khung gỗ. Đó. Chúng ta sẽ đánh mộng cái cây ngang hông này vào cái cây trước, không cần phải dùng cái ván đáy, dùng cái khung gỗ là được. Và ở giữa này có ván ngăn cho nên chúng ta thêm một cây giữa vào để đỡ cái ván ngăn.
Bây giờ thì chúng ta đã thiết kế được nửa cái tủ. Bây giờ thì mình sẽ lấy đối xứng để cho cái tủ này nó xong. Rồi sau đó mình sẽ ốp vật liệu nó và mình sẽ nối lại cái phần kết cấu của cái tủ này. Bây giờ mình sẽ lấy đối xứng nha. Lấy đối xứng những cái chi tiết mà nó không có cộng khối trước. Lấy xuống luôn bốn cái hộc kéo, hai cái hộc kéo. Và cái cánh cửa. Sau đó chúng ta lấy đối xứng một lần nữa những cái chi tiết được cộng khối. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra coi có thiếu cái chi tiết nào không. Ở đây chúng ta xài cái ray bi, ray trượt bi 3 tầng, cho nên cái khoảng cách giữa cái ray trượt và cái hông học kéo là 13 mm. Thì tương tự cái ván ngăn với cái hông học phía bên trong cũng là 13 mm, thì không cần phải có cái cây nẹp nữa. Đó. Chúng ta sửa cái lệnh đấu xứng lại một lần nữa. Rồi bây giờ mình sẽ sửa cái vật liệu nó lại cho hợp lý để nhìn cho nó đẹp hơn. Đó, cái cánh cửa kiến kính thì chúng ta ốp cái vật liệu kính vào. Glass. Rồi những cây đố đứng ở phía trước thì nó sẽ, cái thớ gỗ của nó sẽ xuôi theo chiều đứng, cho nên chúng ta sẽ sửa lại cái chỗ này luôn. Chúng ta thêm những cây đố khác vào.
sửa cái bán hậu lại, rồi như vậy là chúng ta đã thiết kế xong cái tủ. Bây giờ mình sẽ nói lại cái kết cấu của cái tủ này. Thì ở phía trước của nó sẽ có một cái khung viền bằng gỗ, đây cái khung viền bằng gỗ, thì chúng ta sẽ khoan chốt và keo đinh để ráp cái khung viền này vào trong cái hông và cái nóc của cái tủ. Sau khi ráp cái tủ xong rồi thì mới ráp cái khung viền này vào. Còn cánh cửa thì cắt 45 độ, và ở đây nó sẽ có một cái mộng giả để ghép cái khung cửa này lại với nhau. Đó. Rồi ở phía sau hậu thì chúng ta sẽ bắt vít từ phía sau tới là sẽ được cái ván hậu. Còn ở dưới cái đáy tủ thì chúng ta làm cái khung gỗ. Xong rồi ở những cái cây góc này sẽ có những cái con bu lông để bắt cái chân vào. Vì khi cái lúc mà đóng thùng á, người ta sẽ tháo cái chân này ra, chứ không nó sẽ lủng thùng, và sau khi bán sản phẩm cho khách hàng thì mới ráp cái chân này vào. Đó. Còn hộc kéo thì xài ray bi, ray trượt bi 3 tầng, và khi mà mở cái cánh cửa này ra thì chúng ta sẽ kéo cái hộc kéo ra bằng cái rãnh, chứ không có dùng cái tay nắm, nó sẽ không có bị bể cái kính.
Còn cái phần nóc này thì chúng ta sẽ xài cái chốt từ cái ván hông lên cái ván nóc. Và còn những một số cái lỗ khoan là vít thì cái phần đó đơn giản nên các bạn tự có thể làm được, nên mình sẽ không hướng dẫn cái phần đó. Rồi bây giờ mình sẽ để cái tủ này ở một cái vị trí đẹp để mình xuất nó ra 2D nhé. Rồi mình sẽ để cái vị trí này và lưu nó lại. Sau đó mình sẽ mở cái bảng 2D lên và mình sẽ đưa cái tủ vào. Mình cho tỷ lệ là 1:9 cho nó lớn lên. Đó. Và mình đưa thêm một hình nữa là ở phía sau. Đây là phía sau của cái tủ. Và ở dưới nhìn lên để thấy được cái bu lông liên kết cái chân để người ta biết được là mình sẽ tháo ráp. Đó, xong rồi. Muốn cho cái sản phẩm đẹp thì chúng ta bật cái chế độ review để cho nó bóng và nó đẹp. Khi bật cái chế độ review lên thì nhìn cái sản phẩm nó rất là đẹp và rất là bóng. Đó, qua bên hình chiếu 2D thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi chúng ta thêm một trang nữa là ba hình chiếu và hình cắt. Nó chọn mặt phone. Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh.
Rồi chúng ta sẽ đo một số cái kích thước cơ bản. Nếu mà các bạn vẽ thiết kế báo giá thì chỉ cần vẽ tới đây và ra bản vẽ tới đây là được. Ở hai bên hông này chúng ta cho nó là U2 nhé. Rồi sau khi thiết kế xong và ra bản vẽ ba hình chiếu và hình cắt để thấy được cái kết cấu và cái bên trong của sản phẩm thì chúng ta đã hoàn thành cái thiết kế này, và tiếp tục là chúng ta sẽ đưa nó sang cái tủ này, sang cái phần mềm Lumion để render cái phối cảnh. Cái phần đó thì các bạn, nếu bạn nào có thời gian thì xuất cái file 3D này sang Lumion để làm phối cảnh nhé. Khi nào chúng ta vẽ được một bộ gồm có những cái tủ như tủ trưng bày, những cái tủ TV và đi kèm theo một cái phòng khách, thì chúng ta sẽ làm một cái render phối cảnh cho phòng khách. Như vậy thì chúng ta đã vẽ xong và chúng ta xem lại cái hình đó. Tay nắm thì chúng ta khi nào có tay nắm thì chúng ta vẽ tay nắm gắn vào nhé, có hai cái tay nắm của cái cánh cửa kính. Rồi sau khi chúng ta kiểm tra cái hình xong rồi quay lại chúng ta xem cái sản phẩm của chúng ta vẽ ra đó. Rồi thế là xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.